Vào ngày hôm qua, thì một vụ sập hầm đã xảy ra tại một mỏ than tại miền nam của Thổ Nhĩ Kỳ và khiến cho 19 người bị mắc kẹt. Nguyên nhân được cho là nước tích tụ khiến cho hầm sập. Sự việc xảy ra tại hầm mỏ ở thị trấn Erminek ở tỉnh Karaman, cách bờ biển Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ 110 km. Các phương tiện truyền thông cho biết vụ sập hầm xảy ra sau khi nước trong hầm bất ngờ trào ra tại khu vực các công nhân đang làm việc. Công tác cứu hộ đã được thực hiện suốt cả đêm và đến nay 25 người đã được cứu nhưng vẫn còn 19 người mắc kẹt. Thổ Nhĩ Kỳ không còn xa lạ với các vụ sập hầm. Đây là một trong những vụ đất nước đặt kỷ lục về số vụ tai nạn hầm mỏ trên thế giới. 6 tháng trước, một vụ sập hầm nghiêm trọng đã xảy ra tại thị trấn Soma khiến cho 301 công nhân thiệt mạng.